Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin lành cho người Việt ngày 26 tháng 8 năm 2021 với chủ đề Hãy ca ngợi Chúa qua phần đoạn Kinh Thánh Sử Ký Nhì chương 5 từ câu số 1 đến câu số 14. Lời Chúa chép rằng: Ấy vậy các công việc mà Salomon làm cho đền của Đức Giê-hô-va đều xong rồi. Salomon đem đến những vật mà David cha người đã biệt riêng ra thánh, tức là bạc, vàng và các khí dụng để vào kho của đền Đức Chúa Trời. Salomon bèn nhóm tại Jerusalem các trưởng lão Israel, các trưởng của các phi phái và các trưởng tộc dân Israel, đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên từ thành David là Sion. Mọi người Israel đều nhóm lại đến cùng vua nhằm kỳ lễ tháng 7. Các trưởng lão Israel đều đến và người Lê-vi khiêng hòm đi. Những thầy tế lễ và người Lê-vi đều đem lên cái hòm, hội mạc và các khí dụng thánh vốn ở trong trại. Vua Salomon và cả hội chúng Israel đã nhóm lại với vua đều đứng trước hòm dâng những chiên và bò làm của lễ, nhiều vô số không thể đếm được. Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào nơi dọn cho hòm, tức trong nơi chi thánh của đền dưới cánh cherubim. Hai cherubim xòe cánh ra trên chỗ hòm, che hòm và đòn khiêng. Đòn khiêng thì dài nên đầu đòn thấy ló ra ngoài hòm trước nơi chi thánh, nhưng ở ngoài đền thì chẳng thấy, hòm vẫn ở đó cho đến ngày nay. Chẳng có gì trong hòm trừ ra hai bảng luật pháp mà Môi-se đã để vào tại Horeb khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel lúc chúng ra khỏi Ê-díp-tô. Khi những thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh, vì phàm thầy tế lễ ở đó đều đã dọn mình ra thánh sạch mà chưa giữ theo ban thứ nào, và các người ca hát trong dân Lê-vi tức Asaph, Heman, Jeduthun cùng con trai và anh em họ đương mặc quần áo bằng vải gai mịn, cầm chập chõa đàn sắt và đàn cầm, đều đứng ở phía đông bàn thờ với 120 thầy tế lễ thổi kèn. Sảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, và khi họ thổi tiếng kèn chập chõa nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va rằng Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy đến nỗi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng có đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời. Cầu gốc trong bài học Kinh Thánh ngày hôm nay là: Phàm vật chi thở hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Thi Thiên 150 câu 6. Câu hỏi suy ngẫm trong bài học Kinh Thánh ngày hôm nay là: Vua Salomon nhóm các lãnh đạo để làm gì sau khi rước hòm giao ước vào nơi chi thánh? Điều gì đã diễn ra? Tại sao đền thờ bị mây lấp đầy? Tại sao cần có sự ca ngợi Chúa? Bạn ca ngợi Chúa với tinh thần như thế nào? Tại lễ cung hiến đền thờ, sau khi dâng tế lễ, rước hòm giao ước vào nơi chi thánh, ban nhạc và ca đoàn Lê-vi đồng thanh hát ca ngợi Chúa: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời. Câu số 13C. Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng tinh hòa nhau như một người mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, và khi họ trỗi tiếng kèn chập chõa nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va rằng Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy. Thi Thiên 118 câu 1. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thi Thiên 136 câu 1. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Amen. Ngay lập tức, đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời. Câu số 13-14. Xảy khi thấy kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, và khi họ trổi tiếng kèn chập chõa nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va rằng Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị lấp đầy đến nỗi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời. Đây là dấu hiệu chứng nhận sự hiện diện của Chúa. Ngài bằng lòng nhận sự cung hiến đền thờ và sự thờ phượng ca ngợi của dân Israel. Chúa vui lòng với sự ca ngợi của họ vì những lý do như sau. Thứ nhất, những người trong ban âm nhạc và ca đoàn đều thuộc chi phái Lê-vi.
câu số 12, và các người ca hát trong dân Lê-vi tức A-sáp, Hê-man, Giê-đu-thôn cùng con trai và anh em họ đương mặc quần áo bằng vải gai mịn, cầm chập chõa, đàn sắt và đàn cầm, đều đứng ở phía đông bàn thờ với 120 thầy tế lễ thổi kèn. Họ là những người được Chúa chọn từ chi phái Lê-vi để hầu việc trong đền thờ. Sử ký nhất chương 15 câu 2 chép rằng khi ấy David bèn nói rằng ngoại trừ người Lê-vi chẳng ai xứng đáng khiêng hòm của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va đã chọn chúng đặng khiêng hòm của Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài luôn luôn. Họ hầu việc Chúa bằng âm nhạc và mục vụ của họ là ngợi khen, cảm tạ và ca tụng danh Giê-hô-va. Sử ký nhất chương 16 câu 4, người lập mấy người Lê-vi hầu việc trước hòm của Đức Giê-hô-va, ngợi khen, cảm tạ và ca tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Thứ hai, điều quan trọng là họ đã ca ngợi Chúa một cách mạnh mẽ vì Chúa thật tốt lành, tình yêu của Ngài còn đời đời. Họ có đến 120 người thổi kèn cùng người sử dụng các nhạc cụ khác và nhiều ca sĩ. Thứ ba, ngay cả các em nhỏ cũng có thể ca ngợi Ngài từ miệng trẻ thơ và ấu nhi. Chúa đã chuẩn bị sẵn lời ca ngợi Ngài, Ma-thi-ơ chương 21 câu số 15 đến câu số 16. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng Hosanna con vua David, thì họ tức giận và nói với Ngài rằng thầy có nghe điều những đứa trẻ này nói không? Đức Chúa Giê-su đáp rằng có, vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời này, Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú hay sao? Khi người Pha-ri-si muốn môn đồ Chúa đừng ca ngợi Chúa, Ngài nói tác phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Luca chương 19 câu 37 đến câu số 40. Lời Chúa chép rằng lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng, thưa Thầy, xin cuộc trách môn đồ Thầy. Ngài đáp rằng, ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Chính Đức Chúa Trời đã dựng nên bốn sinh vật chỉ để tôn vinh Ngài suốt ngày đêm. Khải Huyền chương 4 câu 8, bốn con sinh vật ấy mỗi con có sáu cánh chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Amen. Chân lý thật rõ ràng, Chúa thích nghe chúng ta hay bất cứ tạo vật nào hát ca ngợi Ngài. Ngay cả những người khiếm thị, khiếm thính cũng hát ca ngợi Ngài. Chắc chắn chúng ta có nhiều lý do hơn những người ấy để ca ngợi Chúa. Thứ tư, họ đồng thinh hòa nhau như một người. Câu 13, ban nhạc và ca đoàn thời đó làm việc chuyên nghiệp. Sử ký nhất chương 9 câu 33, đây là những người có chức hát sướng, đều làm trưởng tộc trong người Lê-vi, vẫn ở trong các phòng của đền và vì phục vụ ngày và đêm, phục sự ngày và đêm nên được miễn các công việc khác. Luyện tập kỹ lưỡng. Sử ký nhất chương 25 từ câu số 5 đến câu số 7, lời Chúa chép rằng những người đó đều là con trai của Hê-man thổi kèn và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hê-man vâng mạng của Đức Chúa Trời mà làm đấng tiên kiến của vua. Đức Chúa Trời ban cho Hê-man được 14 con trai và 3 con gái. Các người ấy đều ở dưới quyền cai quản của cha mình là A-sáp, Giê-đu-thôn và Hê-man để ca sướng trong đền Đức Giê-hô-va với chập chõa, đàn sắt, đàn cầm và phục sự tại đền của Đức Chúa Trời theo mạng lệnh của vua. Chúng luôn với anh em mình có học tập trong nghề ca hát cho Đức Giê-hô-va, tức là những người thông thạo, số được 288 người. Vì vậy mà ca đoàn hát như một người, sự nghiêm túc hết lòng trong ca ngợi Chúa là rất cần, vì điều đó làm Chúa vui lòng. Cơ đốc nhân cũng được chọn để ca ngợi Chúa. Cô-lô-se chương 3 từ câu số 12 đến câu 17, lời Chúa chép rằng vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau mà tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự chọn lành. Nguyện xin
Sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen ngợi Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, những cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều. Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta phải ý thức ca ngợi Chúa và là mục vụ thờ phượng, là sự hầu việc Chúa của chính mình, chứ không phải là một tiết mục tô điểm cho buổi thờ phượng. Chúa muốn nghe những lời hát ca ngợi Chúa xuất phát từ tấm lòng của chúng ta. Chúa cũng muốn chúng ta có sự chuẩn bị kỹ càng khi ca ngợi Chúa. Sự ca ngợi Chúa của bạn, dù là cá nhân hay trong ban hát hội thánh, có phải là điều khiến cho Chúa đẹp lòng không? Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con cứ ca ngợi Ngài mãi không thôi. Ca ngợi Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết khả năng trong sự thờ phượng Ngài cũng như trong đời sống của chúng con. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và học Kinh Thánh ngày hôm nay. Mọi thắc mắc đóng góp ý kiến của quý vị và các bạn cho chương trình Tin Lành cho Người Việt bằng cách để lại dưới bình luận, comment dưới video này. Và đừng quên chia sẻ kênh Tin Lành cho Người Việt đến nhiều người khác để biết đến tình yêu thương của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.